quý cô xinh đẹp của nhà Melia. Mùa hè đã đến rồi và đây cũng là lúc mà những chiếc váy tơ hoa được lên ngôi. Ngày hôm nay thì Minh Anh sẽ đem đến cho các quý cô một chiếc váy tơ hoa màu đỏ rất là nổi bật nhưng mà cũng nhẹ nhàng và cực kỳ thanh lịch. Chiếc váy mà Minh Anh đang mặc có chất liệu là tơ hoa cao cấp. Vì thế khi mà mặc lên người là Minh Anh đã cảm nhận được sự thoải mái này, nhẹ nhàng và mềm mại mà chất liệu này đã mang đến. Bên cạnh đó thì với họa tiết màu hoa đỏ rất là rực rỡ sẽ khiến cho các chị em cực kỳ nổi bật trong những ngày hè như thế này. Ngoài ra thì thiết kế của chiếc váy này cũng rất là tinh tế trong việc là che đi mọi khuyết điểm trên cơ thể của chúng ta. Như là phần tay bồng thì sẽ giúp cho các chị em che được khuyết điểm ở phần bắp tay, hay là phần tùng xòe của váy cũng sẽ giúp cho các chị em che đi được toàn bộ khuyết điểm ở phần thân dưới, như là phần eo hay là phần chân của chúng ta. Và một điểm nhấn nữa mà không thể bỏ qua đó chính là phần cổ vuông này, giúp cho phần trên của chiếc váy này được thanh thoát hơn này. Hay là điểm nhấn đó là phần đai tết rất là dễ thương ở đây ạ. Đó. Với phần đai này thì cũng không chỉ làm nổi bật hơn này, ấn tượng hơn này và còn giúp cho chúng ta có một chiếc eo thon gọn hơn nữa. Với chiếc váy này thì các chị em có thể đi cà phê này, đi dạo phố này, đi làm, đi dự tiệc thì cũng đều rất là phù hợp. Nếu như mà các chị em đã yêu thích chiếc váy này rồi thì hãy đặt mua ở phía dưới phần bình luận của video hoặc là inbox cho fanpage của Melia nhé. Khi mua hàng online thì các chị em sẽ được miễn phí giao hàng này, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Và nếu như mà có thời gian thì hãy ghé qua cơ sở gần nhất trong hệ thống showroom của Melia để lựa chọn cho mình những sản phẩm ưng ý nhé.